chơi, mình đã tụ họp anh em rồi, anh em ơi vô. Nãy chơi à, chúng ta sẽ tiếp tục với bằng series Minecraft Beeper Server 2 episode. Yeah. Ok. Yeah. Anh em chuẩn bị chưa? Ủa. Vô. Này cháy hết đồ rồi. Tính ra là trong phần trước của anh Sơn là mấy anh qua đốt nhà em luôn á, giờ cháy hết đồ rồi. Lại đốt nhà nè. Cho cái chưa. Ngu ơi. Trời ơi, dám bắt nạt người ta nè. Ok, vô anh em. Bây giờ đáp lại. Vô chơi nè. Nope. Ok, vô anh em ơi. Ok. Dạ. Rồi, coi hết coi quay kìa. Trời, quan mà nó quỳ mà nó đi nhanh nè. Quan đi thử coi, quan đi đây coi. Quan nó chậm đít. Quan đi mà dẫm đít lên trời trời đó ơi. Lát rồi kìa, lát rồi kìa. Ok, hát sau này đỡ lắc tí rồi, mấy chắc tối là nó lắc hết. Ủa bộ tối ở nước ngoài người ta là chơi sáng hả ta? Đúng rồi. Bây giờ mình là 3:40 thì bên đó là 3:40 sáng. Cô ta bị lắc rồi. Anh lắc cả em chứ. Không mà hình như nó kích anh luôn cái ngồi cười thôi. Tìm ghét qua nhà mình kia. Không có. Anh điên à. Dịch cho anh sắt. Nè, cho em vàng đi. Ủa tên mình màu gì quên rồi. Thì không lại cho lấy cửa thì chắc à. Ok. Trao đổi luôn á. Vậy mới hay đó. Bọc vườn chắc lên anh em ơi, bọc vườn chắc lên. Dù không có block. Green nó qua nhà mình kìa. Ủa, Green là mình mà. Ủa. Đi này cho anh đứng ghê luôn. À, quay một giường. Hay lắm quay một chắc lên. Anh sẽ qua bên Blue đang qua, Blue đang qua, Blue đang qua. Blue đang qua. Blue đang qua kìa. Quá. Blue. Yeah, hello. Rồi xong. Đông. Sau lưng nữa kìa. Rồi nó rớt rồi, nó rớt rồi. Điều thằng này đúng thông minh luôn. Dạ. Thằng nãy nó dùng fireball á, tự nhiên nó nhảy xuống dưỡng dùng fireball bùm cái nhảy qua cây cầu luôn, đúng kinh. À, giết tụi nó nha, để anh đặt tiền cho. Em có phu ở gì em có cúp kim, ở gì em có cúp vàng á. Ok, thằng Sơn đập luôn. Cần hai được không? Cần hai được không? Được. Cần hai không đợi. Anh đang cần sắt và vàng. Cho em một cục vàng đi. Anh không có vàng luôn. Mọc hay lắm quay, mọc đẹp lắm ngoài lắm quay. Đây, mọc mấy bằng kính. Vậy là nâng cấp máy rồi. Ngon lành. Vậy là quay miếng ta lấy thêm đồ. Ôi, red qua. Red đang qua, red đang qua. Ô! Anh đang gặp tự nhảy xuống luôn, em tự nhảy xuống giật luôn à. Nó nhảy chung với ta luôn. Ta rát đâu. Em có kéo cắt lông kéo nô chim nè. Nô chim kéo của công ty nô chim. À. Cạo sạch lông chim. Và cạo lên đỏ hay đặt đường vậy sao mình... Phải vậy. Đỏ là quà. Đỏ này, đỏ này. Để kiếm cho mày nâng tiếp đi. Quay việc tiếng Blue đi. Blue đây có trụ sở chứ kìa. Tiếng đỏ kìa. Không may là quán thấy Emerald. Không là bắt Emerald rồi. Vé đây qua kìa. Bớt. Ok, anh biết rồi. Anh niên. Đúng rồi, em nói đúng rồi. Đang qua thì em nói đang qua. Ok, chắc anh quay. Ôm
Blue kìa, Blue nó là gì? Hey hey. Hey hey. Rồi kìa, clear luôn rồi. Clear nguyên team Blue rồi. À, quất người đứng đi quay. Quất. Đó kìa. Ta có làm gì đâu mà chết. Ôi. Chị mới hay. Giết nó. Ta bị lắc xong chết luôn. Trời. Hay vậy. Dám quân sơ mày, dám quân sơ mày, dám quân sơ mày. Chết. Qua qua team nó luôn. Ơi còn team màu vàng nãy giờ mình chưa thấy team màu vàng làm gì. Đúng rồi nãy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đi qua đi qua đi qua. Team màu vàng bất động hả? Vàng nó thì điền quá. Thôi kệ 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 đi. Vàng 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 có hai đứa rồi, vàng có hai đứa rồi. Bắt. Rồi em đang qua đây. Team đỏ nét vừa chưa em? Chưa chưa chưa. Đủ rồi, mua Obsidian rồi nè. Hai cái này với lại hai cục vàng. Trong gương nha, mua cái đây. À nó bắn thốn quá à. Hát hả? Không biết. Tên xui. Bên nhà nó bọc kỹ quá à. Giờ sao trời? Vậy nãy giờ nó có đi đâu rồi? Được tốt rồi quá. Còn thằng trên đầu nữa coi. Ngay qua tên dạng hả? Đó Linh. Cái gì kìa? Ui, thằng có cung, ai lại? Ai qua hỗ trợ ta với đây? Đâu, tao qua đây. Rồi, team Red. Team Red kinh quá. Kinh lắm hả? Trời ơi, nó cầm cái cung nó bắn kìa. Trời ơi, có cung rồi thôi dẹp đi. Anh đang qua team nó nè. Hay quá, hay quá. Ai thì mày cung với tao không? Mày cung không? Mày cung, mày cung, mày cung, mày cung. Cứu đi, cứu. Vâng, sắp đập được rồi, ai đó hỗ trợ. Rồi, xong qua. Ơ, nó đang chạm cái giường luôn. Má, đang. Đây, đây, em đang qua, đây, em đang qua. Rồi, anh Quang bất động rồi. Để đi. Mà anh chơi động tượng hả? Hello. Dây lộ bột chát quá. Dây lộ có hai người à. Từ từ cho em lấy em rồi. Đi, 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 qua, qua gây áp lực cho nó. Anh qua đi, không có cách nào. Mấy anh coi giùm cái lỗ thuốc tàng hình bao nhiêu vậy? Bao nhiêu em rồi? Hai đúng không? Ok. Hai em rồi. Chém sắt với vàng đi, đem vàng thôi. Anh Sơn đang ở nhà đây. Ủa? Ta đang ở nhà. Ủa ta tưởng ngươi còn bên đó chứ quá trời. Ta chết rồi. Làm ta bay xuống ta đập quá. Ủa thuốc tàng hình là thuốc nào? Gọi là thấy cái chữ nào invisible đấy. Ôi quang trời. Ok. Ủa tên đỏ nó qua kìa, tên đỏ qua nè. Ok từ từ khoái nha, để em xin. Em muốn xin đấy nha. Tiếp một vàng qua là yep. Ok có trái tim ti rồi anh em. Ôi rep 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 đứng tìm đáng. Ôi xem rồi hết, em không có thời gian. Đợi ta. Để lên ca. Đang tới đây sao nghe. Ok. Ôi, ôi. Đâu. Easy. Quá hay luôn. Easy. Nè 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 em đang đi clear em. Clear. Clear, 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 clear. Bum. Rồi bum 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 xịt cái giá hả bum. Kali quét
em quét hết luôn đúng không? Yeah. À, ủa đâu còn Zalo, còn Zalo thôi đừng đừng nhắc vụ đó nữa. Vụ đó một quần áo, vụ đó một quần áo em không còn gì đó, đừng nhắc tới nữa. Ta ná quần áo em không còn gì. Qua Zalo nè, qua Zalo nè nè. Ok để em xíu. Coi em qua em cần liên nó tiếp nè. Coi em qua em cần liên nó tiếp. Khoan nha, khoan nha. Please, khoan. Mua tiệm gì nó tính ra đâu bằng trăng lắm đâu em. Ờ. Mà hình như nãy giờ là nó mua Obsidian xong rồi đó, nó mua Obsidian hết rồi. Đúng rồi, nếu nãy giờ là mua. Chơi 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 em đi anh Quang, please. Em đang rất cần. Please, anh Quang. Em đi. Ta bắt được cầu qua rồi, ta bắt được cầu qua rồi anh em qua. Từ từ. Tính ra ta bắt cầu qua đây luôn mà. Ta bắt cầu qua đây luôn. Ok đi hai đường luôn anh em, tấn công hai đường luôn. Phải nhờ. Hai nha. Tấn công hai đường, tấn công hai đường, tấn công hai đường. Dạ. Từ từ, nó tưởng đâu có một người ta anh tập kia. Ờ khá. Tờ héo. Ai đó cho em một viên emerald thôi, một viên thôi, một viên thôi. Không có. Bây giờ mấy anh lấy, bây giờ mấy anh qua lấy cho em đi, em qua mình cần liền thôi. Qua lấy cho em đi. Cầu Hoàng ấy, cầu Hoàng qua lại. Hello. Đã ở bên nhà Zalo rồi. Thôi kệ đi. Kệ không sao, không sao. Khỏi. Ôi chết. Ôi chết càng rồi trời. Ok khỏi nha. Khỏi nha. Ôi chết rồi lại. Em nè. Em đi qua nè. Rồi quán đặt hết rồi đi luôn rồi. Rồi em tính. Từ khoảng điểm tính thời gian. Đang đập rồi kìa. Đang đập đường rồi. Đi đường mít, đi đường mít. Còn đường em mà. Ừ, đập đường mít rồi. Còn đường kim cương nè. Ok. Ok, em đi đường mít. Qua đường mít. Bây giờ mấy anh phụ em đường mít đi. Em có cái này. Ôi trời. Bạn đi qua anh đập tỉnh quá. Ủa sao cái cúp anh nó yếu vậy ta? Qua luôn. Làm giảm tốc độ đập rồi. Ôi quá nó đập kìa. Quá cây. Quá. Cái gì vậy? Cây vậy. Nè qua đường kim cương này kìa. Em biết rồi. Giờ cay quá rồi. Không sao. Không sao. Cuối còn một chút ít thời gian bắt cơ hội. Nè, trời mấy nãy giờ anh không mua đồ gì luôn. Trời ơi. Hay gì đập anh hốn quá hả? Ừ, đập cái gì đang buồn. Mua giáp. Cần giáp, nó đập đường đó anh em. Khoan nha, ừ. Hồi nãy đập tại nó mà em chết. Không sao. Không tàng hình để giữ gì hả? À, nóc ba bình luôn á. Giỡn hoài. Yep. Qua phụ em. Một nữa. Ok, anh đi đây. Ok, đang qua đường Diamond, đang qua đường Diamond đó, đang qua. Em qua mình nè. Trời ơi. Ê, ta. Ô, nó bắn kìa. Bắn cái đít nồi. Combo ghê. Ôi trời, em đang đập. Đập đi kìa, cố lên. Qua sao lên kìa. Trời ơi, gần đập được rồi, thấy cái giường rồi. Please, ai đó qua đi. Ai đã qua. Đập được rồi. Tâm buồn, cứ dân được thế ra. Trời, giờ tụi này đừng cho tụi nó đập thêm. Không được đập em. Ô, nó dễ sợ luôn. Có hai thằng mà nó lì dễ sợ. Ta không cho người kia đặt block rồi đó. Cái này có chấn động một cái thôi là bị mất tàn hình liền. Cay quá à. Nhầm một cái thôi là bị mất liền. Ồ quá ghê. Qua nó té luôn rồi. Ok vậy bây giờ em sẽ đi đường Diamond đi cho dễ. Đường Diamond anh có đặt nguyên cái đường cao. Ok.
Để em đi qua em lấy em rồi. Ồ, ai đặt tim tí kìa. Ơi. Rồi. Bạn, đó không? Đó không? Ôi 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 ôi. Trời. Anh em đi coi. Khoan nha, khoan. Ui, ui không đi. Khoan đi, khoan. Để đi coi đỉnh đây. Hơi ma một chút đi. Chưa đăng ký nữa anh em. Đâu, chưa đăng ký mà. À, cái ba không cái gì. Cố gắng đọc nhiều nữa. Bên đó có một thằng 7S bá gì đó, nó bị vi được đó. Khoan nha, khoan nha. Như châu. Thằng quay nó bị lắc. Thằng quay nó bị lắc. Nãy quay nó nhảy nó cua đỉnh lắm. Nó cua nhảy qua nhảy lại, Ôi trời, không được. Đừng em đi không được. Nó có cung rồi. Đường này em đi không được. Nó cùng rồi em ơi. Giờ đi qua biết. Đường này em đi không được. Giờ em phải đi đường mít thôi. Giờ em đi đường mít nha. Ôi đâu chết đâu. Ta hết rồi lắc. Chưa đi cài nha. Yêu ta bị lắc rồi. Trời ơi đây đây tự nhiên bị đứng đi lắc. Nó chết hết chưa khả. À chưa. Nãy giờ Phật mẹ. Không ai. À, cay quá à, sắp đập được rồi. Em có kêu đâu. Có kêu ai đâu. Cay quá à. Mờ cái hàng này. À, cay quá sắp đập được rồi. Cái hàng mà skin có râu á, BB. Đúng rồi, nó BB hai rồi. Anh Quang đạt. Quang đi lấy kim cương nâng cấp kiếm đi Quang. Đi. Bây giờ a ma cái bình thuốc đó. Chưa giờ chui té. Trời. Anh đi bắt cô như thế thế. Ai da giờ. Quên, em còn này. Ai đi vậy? Đợi xíu nha, khoan. Bây giờ mấy anh cứ giữ đi, khi nào em kêu đi chung em gửi đi. Đây nha. Mày có ăn được bia nè, đứa nào cần không? Tại quan. Em. Em mình mạnh mà không chịu mua em mấy đồ về bọc. Cái gì? Bọc cái đạo. Hay giờ hay nãy giờ hay đang đang giết tụi nó không mà. Được rồi. Khoan anh giữ đi, khoan. Ok. Cái gì nó phải từ từ. Quan nè, nó cấp kiếm. Nó quả kìa. Để xíu được. Trời ơi. Nó quả kìa. Please. Cho tôi một chút thời gian nữa là sắp được rồi. Nó quả kìa. Cho em một chút thời gian. Please. Please. Anh đập giường nó nè, anh đang đập giường. Kìa, nó đập giường kìa. Đây. Thì anh bay anh đập nó đi. Nhà kìa. Giờ sao ta? Anh làm em rối quá. Chết rồi. Tao đây nha. Ủa giường tụi này đâu? Yeah. Ai quá. Xong. Bây giờ coi. Đập giường nó rồi nè. Tụi nó đâu hết rồi. Xoáy có mồi. Dám chữa chết chết có mồi. Tụi đâu rồi? Còn nhà không? Bên nhà đó. Ngoài giết nó luôn đi. Ok. Nó không. Không hết. Không. Em nè, em bán nè, bị kẹt vào lóc rồi. Ha ha. Té chết luôn. À, tại đâu rồi. Này, một thằng. Này thì mày đùa với chơi. Thằng thứ hai. Bay win, yeah. Dây. Yeah, kỹ tập 1 chưa. Ôi, cài con ngựa kìa bà. Con ngựa đẹp không, vui chơi. Ok, vô rồi. Yeah, ủa, bọc vô nhanh đi. Quá tài heo. Qua mít luôn rồi. Yeah. Quay một vườn vậy? Ủa không quay một vườn đâu quay? Anh quay anh qua mít rồi kìa. Cái gì quay? Cho mấy anh ơi cho em MR đi. Please cho em MR. Quay về nhà một vườn đi quay.
Team dạ, Red, kìa. Team dạ, Red với kìa. Team Green đang qua kìa. Đâu rồi? Xem một viên thôi. Em biết rồi. Ok. Anh giữ đi. Em đi giờ đây, Coi ghét này vừa lắm. Ôi bốn thằng, what the hell? Bốn thằng nó quấn thằng qua lập nhà đó. Chị ơi qua nhà Green, chị ơi. Okay. Ôi hàng bọc dừa nó bị gì rồi, anh em ơi. Bây giờ em đập team gì trước, Thôi. Nét team Red rồi. Ê, xe nước biển nó qua mình thì phải. Bộ mình team gì nè, mình team xe nước biển. Ê, nó thấy người kìa. Ô, team đỏ qua, mình kìa, Mày nhắm vào, mày nhắm vào. Kê nó qua. Bông. Đập nó. Đập lé. Ok, team Red qua mid luôn. Này đó. Đập, hay quá, GG. Rồi. Nó chạy ở đây, Yeah, khỏe luôn. Yeah. Thấy rồi. Anh đi qua Drag cái dây thằng nào bắn cung. Mất dạng. Thằng bên bên thằng xanh có thằng có cung kìa anh em. Yellow nó ở bên. Yellow ở bên thằng nó cây á, nó rất là trên á. Bà là cái xe tổ ở trên. Hay gì vậy? Hello, em diễn rồi. Mày tính làm chim hay sao á? Chim xe tổ đấy chứ. Thốn hả? À, bên chết. Đó có hàng bắn cung đó Sơn. Ờ em biết rồi, Của em. Để ta xong rồi ta giết cho. Chậm nhanh giết. Hàng bắn cung đó. Oh shit, bắn cung đao luôn. Mày bắn cung mày. Qua đi, đúng rồi. Mày bắn cung được. Được, em đạp giường cho. Bóp, mất cái giường. Yeah, mất cái dừa. Con thang kia, chạy, bao sớm kia chạy thường sao. Chạy đi. Hay quá. No. Quên. Xong đi sớm, còn thằng đỏ, còn thằng đỏ. Giờ kiếm thằng đỏ là okay. Mình luôn anh em ơi. Chơi này lẻo quá à. Giết đỏ này chắc chưa được 5 phút nữa. Đỏ đâu. Thằng đỏ nó chốt rồi, đỏ nó chốt rồi. Nãy ta đập dừa nó. Ở rồi nó trốn nhà á, hình như nãy có một thằng treo máy. Đúng rồi, nó núp trên kìa. Nó núp trên cùng đó. Đâu. Nó núp trên cùng kìa. Nó núp trên đúng trên cao luôn. Lại vậy đâu vậy? Kìa đứng trên trời kìa. Đứng trên trời kìa. Hello. Que. Cho em biết đi. Que. Ơ chị ngu rồi, tự chị ngu rồi. Trời ơi. Thôi đừng như vậy nó xíu thì chơi vui. Quên đi chơi. Em chính quả fireball lận. Ok, và nếu như bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một subscribe và có thể chia sẻ video này để ủng hộ tụi mình. Và chúc các bạn xem video vui vẻ và một ngày tốt lành nha. Bye bye.